Câu hỏi 12 của Tạ Phương Liên ở Hà Nội. Danh từ oan gia trái chủ mà các thầy vật lý hay sử dụng có nghĩa là gì? Xin giải thích giúp tôi. Tôi là nhân dân tên Đoàn Trúc Nhân, cư ngụ ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, xin trả lời câu hỏi 12 của bà Tạ Phương Liên ở Hà Nội. Oan gia trái chủ mà các thầy vật lý hay sử dụng là lấy trong kinh nhân quả của đạo Phật ra nói ở họ tộc và gia đình đó là làm ông bà cha mẹ vợ chồng con cháu với nhau là oan gia nhà cửa ruộng vườn danh lợi địa vị là nghiệp báo